Cô xin chào tất cả các con. Một ngày mới lại đến rồi. Chúng ta bắt đầu những công việc mới. Các con quyết định làm việc gì chưa nào? Dù làm việc gì, dù lớn hay nhỏ, đều nhờ đến đôi bàn tay của chúng mình đấy. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con chơi một số trò chơi với ngón tay, để đôi tay của chúng ta thêm linh hoạt và khéo léo hơn đấy. Bây giờ các con chú ý cô hướng dẫn những trò chơi này nhé. Bây giờ cô xin mời tất cả các con đến với trò chơi thứ nhất. Trò chơi có tên là con mèo. Bây giờ cô sẽ thực hiện trước cho các con xem nhé. Con mèo mà trèo cây cao, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa, mùa mắm mùa muối dỗ cha chú mèo. Cô vừa thực hiện xong trò chơi con mèo. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện trò chơi này nhé. Để làm đầu chú mèo, các con chụm các ngón tay lại và duỗi thẳng ngón út và ngón cái lên để làm đầu chú mèo. Để làm động tác chú chuột thì các con chụm các đầu ngón tay lại với nhau và di chuyển từ từ giống như chú chuột đang bò. Tay trái làm cây cao. Sau đây cô và các con cùng chơi trò chơi này nhé. Con mèo mà trèo cây cao, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa, mùa mắm mùa muối dỗ cha chú mèo. Bây giờ cô xin mời các con đến với trò chơi thứ hai. Trò chơi có tên là cá tôm cua. Bây giờ cô sẽ thực hiện trước cho các con xem nhé. Con cá vàng bơi là con cá vàng bơi. Nó bơi lên trên, nó lại bơi xuống dưới. Con tôm búng càng là con tôm búng càng. Con cua bò ngang là con cua bò ngang. Nó bò sang trái, nó lại bò sang phải. Bạn nào không ngoan là con cua nó cắp. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cùng chơi với cô trò chơi này nhé. Để làm động tác con cá, các con ấp hai lòng bàn tay lại với nhau. Khi con cá bơi lên trên thì các con sẽ lượn tay về phía trên. Khi con cá bơi xuống dưới thì các con sẽ lượn tay xuống phía dưới. Và để làm động tác con tôm thì các con sử dụng ngón giữa và ngón trỏ. Khi đến câu con tôm búng càng là con tôm búng càng thì các con sẽ bật hai ngón tay này lên. Để làm động tác con cua thì các con sử dụng ngón cái và ngón trỏ. Khi cô đọc đến câu con cua bò ngang là con cua bò ngang thì các con chạm hai đầu ngón tay này lại với nhau. Bây giờ cô và các con cùng chơi trò chơi này nhé. Con cá vàng bơi là con cá vàng bơi. Nó bơi lên trên, nó lại bơi xuống dưới. Con tôm búng càng là con tôm búng càng. Con cua bò ngang là con cua bò ngang. Nó bò sang trái, nó lại bò sang phải. Bạn nào không ngoan là con cua nó cắp. Hôm nay cô vừa hướng dẫn các con chơi một số trò chơi với ngón tay, thật thú vị và hấp dẫn phải không nào? Những trò chơi này các con có thể chơi ở nhà cùng với anh chị, ba mẹ và những người thân nữa đấy. Bài học của cô đến đây là hết rồi. Cô xin chào tạm biệt các con.